tao biến con thật gà xong ăn gỡ chết. Năng lực này, đây nhất định là vị game thủ trong truyền thuyết đó. Tương truyền rằng cách đây nhiều năm, ở một tiệm net trên vùng cao, có một game thủ chơi game bằng mạng miền núi với binh 2000. Bất chấp việc delay và lắc liên tục kèm theo lời chửi rủa của đồng đội, game thủ này vẫn không nản chí. Việc phải thích nghi để phản ứng với môi trường luôn bị chậm 2 giây trong thời gian dài đã làm cho anh ta thức tỉnh một khả năng đặc biệt. Nhìn trước 2 giây trong tương lai. Cho tôi chơi game mà. Hả? Cà gích này, cà gích này hôm qua là... ngày trước đâu, giám khảo hôm nay chơi game. Vậy sao chơi? Ok, đây là cảm giác chơi ngân hàng nhân 3. Nhân 2 lên, ngân hàng 7 máy binh, 8 máy binh, cái này 100 máy. Gấp đôi sự làm chậm. Delay. Delay giây mấy chứ nhiều đâu. Delay gần 2 giây như đâu. Không sao tôi chơi được. Khó chơi quá. Thập làm quen đi ông. Biết đâu mốt xe bà Việt mình cũng chơi 300 máy binh sao. Trụ cho mấy bình muốn gây ba. Thôi tính ra mình tại sao mình phải xài lát vậy. Mình e ra là xong mà. Tao biết mà thật gà đó. Tao biết mà thật gà đó. Dạ. I ain't opposed to roughing up troublemakers. Cà gích gì chơi bò hay vậy cà gích. Anh cà gích này quýnh tát em. Tưởng như thế này có thể cản bước đầu win sao? Không thể, đâu cũng sẽ win thôi. Ủa này cà gích thiệt hả? Ủa anh thiệt hả? Ủa đứa đó giỡn anh thiệt hả? Giỡn hả bro? Sao anh có thời gian anh leo găng trên tay được? Phải anh cà gích là mai tôi xin làm thí sinh. Xin gặp gì á? Tôi vô tôi đưa bài bản gấp lớp. Gấp lớp với kiểu gấp đường phố rồi đó. Chỉ mấy gấp nội tâm tôi chịu à. Tôi gấp lớp, gấp đường phố à. Để xíu tôi bắn vài câu cho anh nghe. Tôi biết mà thật qua hủ hù. Chầm tâm mấy bình thôi chứ không biết làm gì chứ. Đi ra phân, anh phân thật ba văn. Chắc con mình tôi là thấy này rap như game này biết tại sao mình không cần lên con hung linh. Tại vì team mình nó đấu sĩ hai con. Boss nó thiệt cũng châu châu. Hai này cũng châu châu cho nên mình sẽ lên độ đảng đao hoặc là vô cực. Thật ra mình lên con hung linh cũng được. Mà tại con hung linh thì nó ít đam thôi. Quýnh tiểu thiên hướng múa nhiều quá. Tôi giờ tôi chuyển hướng rồi. Tôi quýnh cái đơn giản hiệu quả rồi đó. Không có cần hoa mỹ. Tại kiểu mà hoa mỹ là nó nằm trong máu sẵn rồi. Không cần phải lên đồ mới làm được. Lên đồ bình thường cũng làm được. Chết luôn á, bị gì tôi đốt rồi. Làm sai. Tính làm sai mà hơi delay nữa chứ. Những lắc cái não delay theo luôn. Nó chỉ bị tóc biến của thật ra xong ăn gỡ chết. Anh cà gích não quá nha. Nó tóc biến thật giết em hoài. Em bắn á, em có súng mà. Trộn về trước. Mình đang lên sống nha, không có quen nha. Không có quen nha. Ơi, kỳ nguyện game là từ ái nha. Hồi xưa
Hồi xưa mới nghiện game thôi, giờ thi đấu không có nghiện game nữa. Không chơi game chơi khác được mà, còn hồi nhỏ nghiện game thiệt. Tại sao game này mình không cầm đầu phủ đầu, đầu phủ đầu gặp cái cặp này với đội hình này nó cũng không có nhiều tác dụng á. Nếu mà mình cầm phủ đầu thì mình sẽ lên, nếu mà mình cầm đầu phủ đầu thì mình sẽ lên khu phong linh. Còn nếu như mình cầm này thì mình phải lên đồ đam á. Anh có bị lắc không? Em lắc vợ là anh chơi bên 900 nãy giờ. Hả? Em bên nhiêu? Em bên 400 hả? FB80 là do cái máy em cùi liên quan gì? FB thành những 144 nãy giờ mà. Bên 400. Nó bên bút. Thằng này nó giả dối là phải bắn nó. Bình 400 phút 11 phạm 117 gift nó 20. Oh my god. Bình 400 giữ chưa? Vậy là 400 giữ chưa hả? Bây giờ nó kinh thường. Làm cho mất tập trung. Bây giờ nó kinh thường mít mình, nó nói vậy là kiểu nó hạ thấp mít nó, mít mình để nó đẩy nó lên á. Nó kia ý là nó bình 400 mà phút 12 nó 128 mà nó 20. Nhưng mà anh này mấy đứa này là để chép ba đó. Để bấm cái biết để coi nó BK là sao, là để biết nó có bình 8 hay bình 400 mà. Sao á? Thằng này nè, này bình 8 nè. Thằng này đâu có cho mạng 7 chữ đâu, này cho mạng gì á. Nè để coi nó lướt coi. Ừ, bình 400 nha mày. Chép ba mày nè. Trời ơi, phải gờ đó chắc do kỹ năng gà, chứ không phải 400 đâu. À, 400 thiệt anh em ơi. À, chưa biết. Phan nó chưa biết được. Ê mà 400 sao mà bấm kịp ta? 400 sao bấm được? Để hỏi nó, em đang đâu, giờ lấy cọt livestream anh em chơi co map nhau. Bèo vẹt 100 hả? Hát não ghê vậy anh Kagut. Phải anh Kagut e đúp đúp lát quy hát não. Ây da. Lát nấy combo mà anh hát não ăn. Hát não gứt ghê nha. Hát não ghê nha. I can still hear the song of the Badlands. À, chơi hay lâu. Ở đây giết được. Ui da, này giết được á. Thấy gì ghê, tưởng mỗi bê phết thôi. Lụm. Đỡ chim moi. Bình anh đang chăm tắm mấy em ơi, quay thao tác tay làm gì. Đang bị bình cao ấy. Không khác hay đang bình cao, chăm tắm mấy. Chị muốn end game luôn hả? Oh. End game luôn. Game luôn rồi. Ok anh em nào chưa subscribe kênh cho đỡ xem một subscribe nha.